Xin chào chưa? Được chứ? Giật cả mình. Đêm nay ở đấy đây, sáng mai xuống. Đêm đấy chỉ tâm quan chắc là những cái trong cái thang máy lên. Thôi, ngồi xuống dưới thế này này thôi nè. Quy cho thôi. Không đấu với đại. Xuống vườn hoa không? Ôi ra vườn hoa đi để chụp ảnh nhà tôi. À, xin chào anh Tước nha. Bọn em đang ở trên núi Bà Đen. Đẹp lắm anh ạ. Được chưa? Ra đây tranh thủ chụp xấu quen nhanh lên, cảm ơn nó tôi. Cháy mấy? Tàn này cháy mấy? À, xấu chị em ngồi thế này được. Ra đây nhiều máy ảnh đó, thôi ảnh đó.